quá cứ vô cái trời dữ dằn đẹp. Đó bây giờ tôi nghe nè, tôi xin du thủy chuyên dòng thủy thôi đúng không? Đó, thôi đó nghe nè, cũng hơi cái bích nha. Trong nước vô chảy các bạn, tại vì nó giải nhiệt bằng hệ thống giải nhiệt bằng nước ngọt ha. Nó có cái hệ thống giải nhiệt bằng nước ngọt. Mình chăm cái nước xanh trên đó đó. Rồi cái này là thì em chế cái đầu đó ha, cái đó là cái đầu cái gác lên, cả gác lên. Rồi ok, chào Hà Thủy đi ha. Chào gió lên thì Hà Thủy đi nha các bạn. Quá dữ. Nghe đó, đó, chưa rồi đi tới luôn rồi, đẩy cái gì đẩy tới luôn chưa? Chưa nghe làm mà. Tổng trọng lượng cái này với dàn cầu khoảng 500 kg ngày nay mày. 500 kg. Anh cho cháu khỏi đi tới luôn chưa? Rồi dưới mướn người lái chứ nó lái không nổi đâu. 4:02. 4:01. Hai chín có tiền ơi. Hai chín. Quá sức khỏe rồi. Hà Thủy nó xuống vỏ các bạn. Ở dưới còn màng nữa. Dưới còn màng kinh nè. Rồi nãy nó chết mở vòi luôn đi. Đề bằng hai cái bình 50 ha. Câu 24. Câu 24. Rồi. Anh có mở vòi cho em cô bay xíu. Cô bay, cô vòi chứ. Phải nó lâu mòn lắm. Bạn anh chạy qua đây và cái đôi ra ngoài lên đây chứ. Quá trời nhỏ lấy vững à. Đó. Hạ hạ cả xuống thôi. Ok đó, ok đó. Còn cái dầu đó ông ơi. Đúng, được. Anh Quốc chưa cầm lái luôn nha. Anh Hiền lấy cano cực theo luôn nha. Cano của chủ luôn, chủ chạy đi với vỏ rồi. Đây, cano này của du lịch Cà Mau các bạn, du lịch năm hướng nha. Anh Hiền chạy theo luôn. Cano 115. Này Minh Hiền cặp lái luôn, xuống chứ. Rồi mình đi theo này đang quay chiếc Isuzu 95 nha các bạn. Em gương nha.
đồng khởi rồi, bị nhạn quá trời, máy chạy không trời, nghe tiếng im. Kim 100% luôn, không có xả ra miếng nào các bạn, để chạy du lịch. Nặng nặng lái vô chưa? Nặng không? Nặng không? Nặng không? Cái chính ba nhiều không? Đây mấy giờ tao xả đi. Chính quay lại rồi, chính lại. Rồi đây à? Isuzu 95 tỷ. Nếu mình đi du lịch mình chạy vô đó mình đâu có chạy lớn đâu. Đó, chạy máy lực. Cái này nó cao, cái 93 biết nhiều không trời? Cao hơn nhiều. Ờ, thấy nó ấy cao quá. Cao hơn. Cao hơn, nhìn mày thấy máy nó hiu. Cao hết nó hiu nha. Máy yếu quá, em nổi. Máy quá bự. Ờ. Mãi chứ không có đóng bố quá. Chạy. Chưa đóng bố nó chạy, bố chạy rồi. Xong. Cái quả cứ giọt trời. Dữ dằn đẹp. Giọt đi ha. Cái xui đã thiệt. Đi siêu thủy Vinh Lâm nghe anh em ơi. Quá dữ. Ờ nó gì còn nhiều lắm. Đây. Quá dữ anh em ơi.
Cái đó đóng ra đóng. Ướt dần đây các bạn. Đây chạy ngược nước á. Quá chạy máy cao luôn. Máy cao quá. Lái máy 6 mà xuống chạy còn thấy cái máy nó bự các bạn. Em làm rất là xịn luôn, mấy cái hàng ghế ngang cho khách ngồi rồi đây, em đang ngồi đây, cái rồi đây, cái rồi đây, cái rồi trước có cái chạy xuống nữa, trọng sĩ 92, lái 6, rồi đang về xuống tiền của thiền ở đây. Rồi, xuống tiện bên này các bạn. Cảm ơn anh em đã xem video nha. Rồi, kết thúc video tại đây các bạn.